Các con thân mến, trong thời tiết se lạnh như thế này, thật là một thời điểm thích hợp để tìm hiểu về mùa thu của thơ ca. Mùa thu từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng cho thơ ca và trở thành đề tài khiến các nhà thơ tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Nhưng mỗi nhà thơ khi viết về mùa thu lại vẫn tìm được trong mình một nguồn thi hứng riêng và gửi gắm vào đó những nỗi niềm riêng của mình, như Trùng thơ thu của Nguyễn Khuyến hay Sang thu của Hữu Thỉnh, và không thể không kể đến bài Thu hứng, còn dịch là Cảm xúc mùa thu, mở đầu cho chùm 8 bài thơ mùa thu của Đỗ Phủ. Bài học mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là Thu hứng, Cảm xúc mùa thu. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu một vài nét về tác giả. Đỗ Phủ. Về cuộc đời, Đỗ Phủ sinh năm 1712, mất năm 1770, tự là Tử Mỹ, quê ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, xuất thân trong một gia đình truyền thống nho học và có truyền thống về thơ ca, tự cho là có dòng dõi vua Nghiêu nhưng đã sa sút. Đỗ Phủ được giáo dục bài bản, ngay từ nhỏ đã được ăn học, chuẩn bị lớn lên để làm quan. Đỗ Phủ sinh ra theo đuổi con đường khoa nghiệp truyền thống, mong muốn được làm quan để giúp đời cứu nước. Cuộc đời Đỗ Phủ có thể gói gọn trong hai từ là nghèo khó và phiêu bạt. Đợi đến năm 18 tuổi, Đỗ Phủ lần đầu ra kinh đô Trường An ứng thí, nhưng ở khoa thi này ông đã bị đánh trượt. Về lý do trượt, có hai ý kiến cho rằng: thứ nhất là do cách hành văn của Đỗ Phủ trong giai đoạn này quá phức tạp, rối rắm, tối nghĩa. Ý kiến thứ hai cho rằng Đỗ Phủ trượt vì không có mối quan hệ được giúp đỡ. Từ đó Đỗ Phủ không tham gia khoa thi nào nữa. Mãi đến năm 28 tuổi, cha qua đời, và theo một số luật tục của xã hội thì Đỗ Phủ mới được kế tục sự nghiệp của cha. Nhưng ông đã nhường lại cho em cùng cha khác mẹ của mình. Và đến năm 35 tuổi, ông tham gia khoa thi tiếp theo nhưng vẫn bị đánh trượt. Năm ấy, tất cả các sĩ tử đều bị đánh trượt. Và từ đó thì Đỗ Phủ không tham gia khoa thi nào nữa, nhưng vẫn rất nhiều lần trực tiếp thỉnh cầu thiện ý để có thể được cứu nước cứu đời. Đến năm 43 tuổi, Đỗ Phủ được giữ một chức quan nhỏ, nhưng sự kiện An Lộc Sơn xảy ra đã khiến cho muôn dân phải loạn lạc, và Đỗ Phủ từ đó cũng phải sống trong cảnh chạy loạn, sống khổ cực và bị bệnh tật. Chính thời gian này thì ông đã thấm thía hơn những nỗi đau khổ của nhân dân. Đó là nguồn cảm hứng lớn cho sáng tác và suốt đời thơ của Đỗ Phủ. Cuộc đời phiêu bạt và đói nghèo của Đỗ Phủ bắt nguồn từ hoàn cảnh thời đại. Đó là do đất nước Trung Hoa còn chìm đắm trong nội chiến liên miên. Đỗ Phủ cùng gia đình không một lúc nào được ở yên, và đã thế thì lại còn đông con. Nhưng chính và ở vào cảnh ngộ đó thì Đỗ Phủ đã thực sự được sống đời sống của nhân dân, đồng bào, và hồn thơ của ông toát lên hiện thực là một thứ cây đời mang đậm tính nhân dân. Sáng tác của Đỗ Phủ trên một phương diện nào đó có thể xem như là một biên niên sử bằng thơ, một tâm hồn, một nhân chứng bằng thơ về lịch sử đất nước Trung Hoa thời ông sống. Đỗ Phủ qua đời trong tình cảnh tha hương, nghèo túng và bệnh tật trên một con thuyền đơn độc. Như vậy, Đỗ Phủ sống trong nghèo khổ và chết trong bệnh tật. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp sáng tác của Đỗ Phủ. Về số lượng sáng tác, ông có số lượng sáng tác đồ sộ khoảng hơn 1.500 bài thơ, cũng lớn ngang tầm với những sáng tác của Lý Bạch, người bạn của mình. Về nội dung thì phong phú và sâu sắc, các sáng tác của Đỗ Phủ tái hiện được bức tranh hiện thực xã hội sinh động và chân xác đến mức mà người ta phải tôn vinh là thi sử, tái hiện lịch sử bằng thơ. Thứ hai là thể hiện được niềm đồng cảm với nhân dân lao khổ. Thứ ba là thể hiện được lòng yêu nước và tinh thần nhân đạo. Về nghệ thuật, giọng điệu thơ của Đỗ Phủ trầm uất, nghẹn ngào. Ông sành tất cả các thể thơ, nhưng đặc biệt nhất là ở thể luật thi. Bằng tài năng chất tuyệt và nhân cách cao đẹp mà người đời sau thường tôn vinh, Đỗ Phủ là thi thánh. Đỗ Phủ là một trong hai nhà thơ xuất sắc nhất của lịch sử văn học Trung Quốc và là nhà thơ hiện thực vĩ đại của Trung Quốc, được tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới. Trên đây là một vài nét khái quát về tác giả. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý tiếp theo, đó là về tác phẩm. Về vị trí xuất xứ, tác phẩm nằm trong chùm Thu hứng gồm 8 bài thơ, mà xuyên suốt 8 bài thơ này là thời điểm Đỗ Phủ thân ở Quỳ Châu mà lòng ở Trường An. Bài thơ được đánh giá là bao quát được nội dung của 7 bài thơ còn lại, thể hiện nỗi niềm của một người nhớ quê và cốt lõi là cảm hứng mùa thu. Về hoàn cảnh sáng tác, bài thơ được sáng tác năm 766, khi Đỗ Phủ đang phiêu bạt ở Tứ Xuyên, Quỳ Châu, và 4 năm sau thì nhà thơ qua đời. Trong hoàn cảnh ấy,
cũng là thời điểm mà xã hội Trung Quốc chấm dứt loạn An Lộc Sơn, nhưng tàn dư của nó thì vẫn còn nặng nề. Triều đại nhà Đường lúc này rơi vào suy thoái và cả cuộc nội chiến lẫn ngoại chiến đều có nguy cơ bùng nổ. Trước tình cảnh ấy thì nhân dân vô cùng đói khổ, điêu linh. Và bản thân Đỗ Phủ cũng đã từng phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Những năm ngao du vô tư thoải mái thời trai trẻ, những năm gia đình sa sút ăn trực nằm chờ. Sau những lần thi hỏng ở Trường An, hay những năm ném vào dòng nước xoáy của thời đại chiến loạn An Lộc Sơn, những năm sống trôi giạt cuối đời ở tỉnh vùng Tây Nam của đất nước, trong cảnh chiến loạn vừa kết thúc ấy, Đỗ Phủ đã có ý định xuôi về Trường Giang, về Đông để tìm ngược về quê ở phía Bắc. Nhưng năm 765 thì Đỗ Phủ đã rời Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, và nhờ được sự giúp đỡ của một người bạn đã làm quan. Nhưng người bạn này không bao lâu sau thì bị qua đời, và như vậy thì ông đã mất chỗ dựa. Cuối cùng, Đỗ Phủ đưa gia đình về sống ở Quỳ Châu trong cảnh nghèo túng, bệnh tật và bế tắc. Ông sáng tác nhiều, gửi gắm vào đó nhiều nỗi niềm tâm trạng với giọng điệu bi thiết và nỗi sầu nhân thế. Với vị trí thì bài thơ được xem là cương lĩnh sáng tác, là khởi nguồn của cảm hứng cho chùm thơ thu 8 bài. Nói như Kim Thánh Thán, nhà phê bình nổi tiếng của Trung Quốc, thì đã nhận xét về tính chặt chẽ của bố cục bài thơ. Cảm xúc mùa thu bảo là liền thì mỗi bài là đứt, bảo là đứt thì mỗi bài là liền. Đổi vị trí một bài không được, thêm bớt một vài không được, tất cả. Tập thơ này là lấy cái thứ nhất làm cái đề cương, bởi vì bài ấy nói đến cảnh tiên sinh đương sống lúc bấy giờ. Đó chính là mùa thu tại Tây Cát, Phủ Quỳ, nhân thu mà khởi hứng. Câu đầu bảy thiên, sau nhất nhất đều do đó mặc như áo cừu có cổ, như bông hoa có cuống, như hiệu lệnh của 10 vạn binh, xuất phát từ nơi trung quân. Nhận xét trên quả nhiên cho thấy được ý nghĩa và vẻ đẹp của bài thơ. Bài thơ vừa có tính chất đề cương, cương lĩnh, đồng thời cũng có tính chất tương đối độc lập, nên vẫn có thể coi là một chỉnh thể về bố cục. Tác phẩm có bố cục 2 phần 8 câu: đề, thực, luận, kết, liên đầu, liên cằm và liên cổ, có thể chia thành bức tranh cảnh thu và tình thu. Cảm xúc mùa thu trước cảnh mùa thu ở Quỳ Châu. Chúng ta cùng đi tới tìm hiểu phần tiếp theo, đó là tìm hiểu chi tiết về tác phẩm. Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm, vu sơn vu giáp khí tiêu sâm, giang giang ba lãn kiêm thiên dũng, tái thượng phong vân tiếp địa âm, tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ, cô chu nhất hệ cố viên tâm, hàn y sứ sứ thôi đao xích, bạch đế thành cao cấp mộ trâm. Trước hết, 4 câu đầu đó là bức tranh về cảnh thu, và 4 câu sau đó là bức tranh về tình thu.